đàn thứ ba thì có màu sắc rất là đẹp. Vâng, màu sắc của nó thiên về một cái màu có thể nói rằng là nó gọi là bóc đô, nhưng mà nó đậm màu, và vẫn còn có những cái vân gỗ được nổi lên. Đấy, các bạn nhìn thấy này, đấy, cái vân gỗ, cái nắp còn rất là đẹp như thế này. Đấy. Cây đàn có cái giá nhạc rất là dài. Đấy, chúng ta để 4 thừa A4 được. Wow, rất là dài như thế này. Đó. Rồi. Cây đàn này âm thanh vang lên như thế nào? Wow. Chúng ta cùng cảm nhận một giai điệu. Wow. Xin mời các bạn. Windsor và cửa sổ nhìn ra thế giới, không biết điều dịch có đúng không, thế nhưng mà đúng như thế thật. Và Hiếu đã từng chơi một cây đàn như thế này để ở phòng làm việc của mình, và để dạy học rất là nhiều năm, và Hiếu rất thích cái dòng đàn này, và rất thích cái dòng đàn này. Và thì nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn khi mà chúng ta mở cái nắp này ra, Hiếu sẽ giới thiệu với các bạn. Và còn bây giờ chúng ta cùng nghe 88 phím của cây đàn. Tuyệt vời không các bạn? Tuyệt vời. Và Hiếu rất thích. Và cây đàn này với hơn 30 triệu một chút thôi, khoảng 30 triệu. Nhưng chúng ta có một cây đàn như này thì
em nghĩ là rất hài lòng. Và bây giờ chúng ta cùng xem cận cảnh chữ ơn viên so, rồi chúng ta xem xuống phần phía dưới này. Và ba cái bê đan với cái phần chặn âm chặn để cho nó tránh động cũng như là tránh hỏng cái chỗ này còn rất là tốt như thế này đó. Chúng ta cùng xem phần bên trong của cái đàn. Và đó, các bạn thấy không ạ, cái dây của đàn âm dương so này được dài rộng hơn đấy. Những cái đàn khác các bạn sẽ thấy là cái khoảng này nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà với đàn âm dương so chúng ta thấy rộng hơn đấy. Cái đầu dây không bị gì, con ngựa rất chắc chắn, đầu dây bên này cũng thế đấy, các bạn thấy không ạ, cái dây các bạn cảm giác nó thưa hơn đó, tức là người ta giãn rộng nó ra. Giãn rộng nó ra hơn. Còn lại là tất cả mọi linh kiện khác còn đang rất tốt. Và mời các bạn xem đầu hồi phía trên này. Rất là đẹp. Rồi các bạn thấy không ạ, một cái chân cong vuông đấy, cong vuông này đấy. Thế này là đẹp đúng không ạ? Rồi, tính trang trí mà có gì đó hơi châu Âu và mang tính chất cổ điển một chút. Đấy. Cái nắp trên rất đẹp và đây các cái phao này rất đẹp này. Đấy, một vài vết xước nhỏ bằng đầu tăm, hai ba vết ở đây thế thôi. Và nhưng mà bên hiếu vẫn để nguyên cái nước sơn zin như thế này để nó đẹp và nó sẽ bền. Nếu như chúng ta sơn một cái lớp gì đó phủ lên thì nó cũng chỉ được một thời gian thôi. Vâng. Đây các bạn nhìn thấy rằng là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái cột trống. 5 cái cột trống rất là chắc và cái sao bót thì cực kỳ sạch sẽ đó các bạn. Đó các bạn nhìn. Sạch sẽ này với hai cái hộp cộng hưởng phụ nữa. Rồi. Hiếu đánh giá là đây là một cái sao bót mà sạch sẽ. Vâng, mà sạch sẽ và với cái âm thanh mà nó vừa vang lên cho chúng ta nghe thì chứng tỏ là cái duyên của cái sao bót này với dây với cả cái đàn nó phải rất là tốt mới được một âm thanh hay như thế. Và trời, các bạn thấy bên trong này mới không, rất là mới đúng không ạ? Vâng, đây chúng ta nhìn thấy nguyên cả một cái hệ thống chốt pin này rất là chắc như thế này đấy, chốt pin rất chắc này. Đó. Và màu trắng to cao đẹp. Rồi, này chúng ta cùng nhìn V113 đây. Trời, cái bộ chốt pin của cây đàn này vô cùng đẹp các bạn ạ, vô cùng đẹp. Đây thì lúc nãy Hiếu nói là tìm hiểu sâu hơn thì đây là cái ơn so là của hãng Flora và nhá, Flora Piano là một cái hãng, một thương hiệu lớn. Thế và ơn so là một cái tên nhỏ và một cái model, một cái đời đàn nhỏ của họ. Đây. Hệ thống búa rất là chặt và được làm bằng các cái gỗ gọi là đậm màu, nó rất là chắc và rất bền và nó có độ nặng cao hơn các cái gỗ trắng kia. Và đây các bạn nhìn đây, búa này, Germany và cái hệ thống búa này, búa của Đức các bạn nhé. Và đây. Đây, rất là chặt như thế này. Vâng, chúng ta cùng xem một cái đầu búa để thấy được rằng là cái độ dày của lông cừu em nó rất tuyệt vời đúng không các bạn. Rồi. Đây, cái dây nó thưa và các bạn cảm giác rằng là chính cái máy của cái đàn này nó cũng rộng hơn ra đấy, các cái khe này nó rộng hơn, thưa hơn đấy. Vâng, da giả lò so dây co còn rất là đều, nguyên bản, nguyên bản rất mới các bạn ạ, cái này rất mới, xem nào. Wow, đúng như là Hiếu cảm nhận. Cây đàn này được sản xuất 1979, cao 1m27. Vâng, sản xuất tại Nhật các bạn nhé. Body B, key B cộng, pin A, pin thì trên A rồi, Hiếu nghĩ thế. Action A, tức là rất mới, rất ít sử dụng, và soundbox A. Hiếu nói cái soundbox cũng rất đáng yêu. Vâng, đây Hiếu lại giới thiệu lại. Các bạn kích nhiệt bấm tay mình vào cái bàn tay màu hồng ở đây, nó sẽ thành màu trắng. Đó, các bạn thấy không? Để lâu 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 là nó lại hồng lại. Đấy, hồng lại, từ từ. Đó,
là cái giấy gọi là chính xác, một cái giấy thật và cái giá chuẩn. Đó. Hiếu vừa giới thiệu cây đàn thứ 3 trong buổi live stream ngày hôm nay, Earl Windsor. Các bạn hãy lưu ý khi định chi tiêu mua cây đàn khoảng 30 triệu